Thưa quý vị, chiều nay, Ban điều phối dự án giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng có buổi họp trực tuyến với chính quyền thành phố, Bồ Sát, Thụy Điển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Cô Thị Kim Yến chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Tại buổi họp, hai bên đã trao đổi về tình hình triển khai dự án giáo dục khoa học về sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng từ năm 2019 đến năm 2021. Đây là dự án được lãnh đạo hai thành phố Đà Nẵng và Bồ Sát, Thụy Điển ký kết vào năm 2018 với sự tài trợ của Trung tâm Quốc tế về Dân chủ địa phương Thụy Điển ICLD, nhằm mục đích hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thiết lập một mô hình tương tự như Trung tâm Khoa học NAVET, một trung tâm khoa học dành cho thanh thiếu niên nổi tiếng tại Bồ Sát. Thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng hai bên cũng đã tổ chức các hội thảo dành cho giáo viên và học sinh, tiến hành các thủ tục trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ về trang thiết bị tổ chức hội thảo. Trong năm 2022, hai thành phố sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo về nội dung phát triển bền vững cho giáo viên và học sinh, tổ chức chuyến công tác cho Ban điều phối và tổ dự án thành phố Đà Nẵng học tập kinh nghiệm và thảo luận các chuyên đề của dự án tại Bồ Sát, Thụy Điển vào tháng 6 năm 2022.